ta nói chuyện gì cũng có thể nói được hết trơn các bạn. chuyện linh lan mang tiền đi làm từ thiện ở ngoài mà tại sao không cho gì của mình gì của mình nghèo khổ đói rách cần phải có tiền để À, ăn và có tiền để xây nhà Tại sao mình không cho gì của mình mà mình lại đi làm màu mình mang tiền ra cho ngoài để đánh bóng tên tuổi để à, PR cho bản thân có chuyện để cười banh xác nữa đó mọi người có biết không vậy cùng nghe mình phân tích tại sao Linh Lan lại làm chuyện khùng điên như vậy nhé anh chị ơi, anh chị vừa mới thành lập kênh YouTube mới tên là Angie Phan Cuộc sống Mỹ. Kênh này anh chị sẽ giới thiệu về thức ăn và cuộc sống ở Mỹ. Nếu anh chị nào thích khám phá ở Mỹ có gì lạ và thú vị, xin hãy đăng ký kênh tiếp anh chị nhé. Có chuyện vui để cười hoài và nói hoài phải không các anh chị? Cây muốn lặng mà gió không chịu ngừng, cái này đúng thiệt luôn á người nào mà nói câu đó đó là chưa có hiểu biết lắm, cho nên á là mới nói cái câu như vậy. Thông thường thì người ta hay nói đó là hết trong nhà rồi mới ra ngoài ngõ. Có nghĩa là nếu như mình muốn giúp đỡ ai, giúp đỡ một cái gì đó thì mình phải coi mình giúp đỡ người nhà của mình trước. Nếu như mà người nhà của mình chưa có no ấm thì mình đừng có tiền đi ra ngoài để giúp đỡ làm cái gì đó các bạn hiểu cái ý của cái câu đó hay không nhưng người ta nói như vậy có nghĩa là cái số tiền mà các bạn có để mà giúp đỡ đó là cái số tiền mà các bạn tự có và các bạn tự làm hiểu chưa nếu như các bạn có tiền mà nói là ô tôi có một tỷ hai tỷ hay là một trăm triệu hay là năm triệu để mình đi ra ngoài mình làm từ thiện thì trước tiên mình phải coi trong nhà của mình anh em chị em cháu chắc cô bác dưỡng gì của mình ở trong gia đình của mình đã no ấm hay là chưa trước khi mình đi làm từ thiện ở bên ngoài thì đó là đúng thiệt mọi người hiểu không nhưng mà cái đó là tiền của mình làm ra còn đằng này Tiền đây là tiền phúng điếu Của gia đình Vân Quang Long Chia cho Ái Vân phân nửa Và Linh Lan phân nửa Nếu như Linh Lan Lấy cái số tiền này Mà cho gì của cô ta Để xây căn nhà Thì mọi người sẽ chửi vào mặt Chứ đừng nói chi đến Cái chuyện mà từ thiện ở đây đó là theo ý của các bạn đó Nói là Dì của mình đang nghèo nè đang cần nè tại sao không cho gì của mình mà đi ra ngoài làm màu để đánh bóng tên tuổi lạnh gì tại sao đem tiền cho ở ngoài các bạn lại không hiểu nữa rồi các bạn hiểu hay không đó là đẳng cấp của cái người mà người ta lên người ta phân tích khác mình là như vậy đó nếu như mà cho người nhà của mình thì người ta còn chửi banh sát hơn nữa người ta nói ủa nó lấy cái tiền đó nó cho gì nó xây nhà chứ nó có làm từ thiện cho ai đâu nó cho người nhà nó mà nó nói nó làm từ thiện là làm sao cho nên các bạn ơi linh lan lấy số tiền đó đem ra ngoài làm từ thiện là hoàn toàn đúng đắn một trăm phần trăm đem đi giúp đỡ những người ở bên ngoài thì mới đúng nha còn nếu như mà linh lan lấy cái số tiền đó mà giúp đỡ cho dì tám thì người ta sẽ chửi liền ngay lập tức là nó đem nó giúp gì nó chứ nó có giúp ai đâu mà nói làm từ thiện các bạn hiểu hay không cho nên á linh lan cô ấy làm vậy là hoàn toàn đúng rồi cô ấy rất là khôn cô ấy biết là mình sử dụng cái tiền ở đâu cho nó đúng nha nếu như tiền đó là tiền của cô ấy làm ra thì cô ấy cho dì tám là đúng rồi không có nên đi cho người ngoài, tại vì gì của mình còn đang thiếu thốn đây mà tại sao lại nói là uh, đi từ thiện ở ngoài để làm gì mà không giúp người nhà của mình trước? Nhưng cái trường hợp này thì Linh Lan đã làm đúng nha, Linh Lan đem ra ngoài là chính xác 100%. phần trăm Rồi có người lên nói là Linh Lan là người ăn chơi khét tiếng rồi. À, một người hư đốn hư hỏng rồi này kia những người hàng xóm nè, họ lên này, họ nói nè. Linh Lan đã từng làm từ thiện nha các bạn và cô ấy cho gạo hàng xóm, cho gạo rất là nhiều người và những người hàng xóm này là những người đã thực sự đứng lên và nói là Cô ấy có cái tấm lòng rất là tốt Và cô ấy đã làm từ thiện rất là nhiều lần trước đó rồi Kể cả là Linh Lan còn nuôi những đứa cháu Cũng như là nuôi những người mà cơ nhở ở vùng của cô Linh Lan nữa Chứ không phải là tới bây giờ mới có tiền của Vân Quang Long mất đi đó Rồi mới đi phát tiền lần đầu tiên, phát gạo lần đầu tiên là không phải nha Họ confirm là Linh Lan đã làm điều đó rất nhiều lần trước đó rồi Chứ không phải bây giờ Linh Lan mới làm Cho nên nó là mọi người nói Linh Lan làm màu đánh bóng tên tuổi là không đúng Đó cũng là lý do tại sao mà trước đó có một cái tin nhắn là đưa lên nói đó là Linh Lan xin tiền mọi người để đi làm từ thiện miền Trung rồi vân Quang Long mới chửi là nhà nó nghèo tàn nghèo mạt nó không lo ừ, cho nhà nó đi mà bày đặt xin tiền đi làm từ thiện ở ngoài đồ này kia đó đó là chứng tỏ là Linh Lan đã làm từ thiện trước đó rồi chứ không phải là bây giờ mới làm màu nha các bạn. Sẵn đây thì mình cũng phân tích luôn một tí về cái vấn đề mà cô ấy đã bị gạt 100 triệu thì cái tin thời sự cũng đã đưa tin cách đây 3 tuần nói là Linh Lan đã dựng chuyện để làm chuyện này chứ không có ai mà lấy tiền của Linh Lan hết thì ngày hôm nay đã có những cái bằng chứng rất là cụ thể là Linh Lan đã chuyển tiền cho cái người đó đồng thời cũng có những cái tin nhắn qua lại cho thấy là Linh Lan và người đó đã tiếp chuyện và nói chuyện rất nhiều để trước khi Linh Lan gửi cái số tiền đó đi ra thì đó là sự thật chứ không phải là Linh Lan dụng chuyện đâu các bạn nhưng có thể là tại vì Linh Lan muốn im cho tất cả mọi chuyện lắng xuống cho nên nó là Linh Lan mới im cho tới ngày hôm nay mọi người nói là sau đây 49 ngày của Vân Quang Long xong rồi thì Linh Lan sẽ đưa ra nhiều bằng chứng khác để bảo vệ chính bản thân mình để lấy lại dinh dưỡng cho chính bản thân mình nhưng mà đó cũng chỉ là cái tin mà mọi người đưa ra thôi chứ anh chị thì chưa có nghe Linh Lan nói chính thức cho nên anh chị cũng không biết là sau 49 ngày thì Linh Lan có được cái thông tin gì để đưa ra để bảo vệ cho chính bản thân mình hay không nhưng trước mắt là đã thấy được là những cái bằng chứng là linh lan đã thật sự có gửi tiền của mình cho một người nào đó và cái người đó thật sự hết sức là quá là ác độc và nhẫn tâm khi người ta tan gia bối rối như vậy mà lợi dụng cái lòng tin để mà làm những cái chuyện như vậy thì là rất là ác đức thì những người mà ăn những cái số tiền đó thì họ sẽ không có sống thọ cũng như là gia đình của họ cũng sẽ gánh chịu nhiều thứ quả báo lắm các bạn nhưng mà những cái quả báo đó thì nó cũng không có tới liền đâu cho nên nó là người ta chỉ lấy người ta ăn trước cái đã rồi còn cái quả báo gì thì tính sau gì đó còn về cái phần đó thì mình cũng nói với Linh Lan một tí là trong thời gian bấn loạn quá cho nên Linh Lan quá bất cẩn. Chứ nếu như mà Linh Lan cẩn thận hơn một tí thì Linh Lan phải gọi điện thoại và nói chuyện được với cái người mà cho rằng đó là người bạn của Vân Quang Long. Thì confirm hết éo về tin trước khi linh lan chuyển tiền chứ không có phải là chị có nói hay là nhắn tin như vậy mà chuyển cái số tiền lớn như vậy tại vì linh lan cũng biết là linh lan không phải là người có nhiều tiền mà người có nhiều tiền phải là ái vân và ba mẹ thì nếu như cái người này muốn xin tiền thì phải xin từ ba mẹ của vân Quang long hoặc là cái người vợ cũ chứ không phải xin từ linh lan nha mà linh lan quá hấp tấp để có cái chuyện đó xảy ra thì đó là rất là đáng tiếc và đây cũng là một cái bài học cho rất nhiều người chứ không phải là một người nha hôm trước cũng có một cái trường hợp là cái vụ mà sạt lỡ chết người ở đâu ở mày kia đó thì cũng có một người vợ và bị gạt giống y như vậy thì cũng mất cả trăm triệu đồng bây giờ là thời covid rất là nhiều người không có công ăn việc làm, đặc biệt là những cái người mà nghiện ngập thuốc chích thì họ không chừa cái thủ đoạn nào hết. Cho nên nó là mình muốn nhắn nhủ đây cũng là bài học tới tất cả mọi người, nếu như ai mà trong trường hợp này thì nên cẩn trọng một chút xíu. Nên kiểm tra và nói chuyện điện thoại trực tiếp để biết được là mình cần làm gì đặc biệt là phải tham khảo với gia đình người thân để biết cái cách giải quyết tốt nhất và làm đúng nhất chứ đừng có một mình mình rồi bắt đầu hả đi im 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 mà làm nha một lần nữa thì mình cũng nhắc lại cái vụ là vì tám với lại linh lan làm từ thiện đó thì mình thấy linh lan làm từ thiện như vậy là hoàn toàn đúng còn cái người mà nói đó là linh lan á, là đánh bóng là màu tên tuổi đồ này kia đó thì cái người đó đó là nên à, suy nghĩ lại là tại vì linh lan không có phải là tiền đó là tiền của chính bản thân mình cho nên nó là giúp người già là sai mình chỉ có giúp người ngoài mới đúng nha nếu như mình lấy cái tiền đó mình giúp người nhà thì người ta chửi cho đó là nó đem đấy nó giúp giúp gì nữa chứ nó giúp ai đâu mà nói nó nó từ thiện nào này kia thì đó là không có đúng nha cho nên là mình nghĩ là các bạn nào mà nói những câu đó thì nên rút lại lời nói của mình là các bạn đã nói sai cái gì mình cũng phải đặt trong cái ngữ cảnh hết trơn á nếu như tiền của linh lan tự làm ra thì cho gì tám là đúng còn nếu như mà tiền linh lan lấy của người khác để làm từ thiện thì không nên cho gì tám mà phải cho người ngoài mới đúng anh chị ơi em chị làm việc cho ngân hàng chuyên cho mượn tiền mua nhà và các cơ sở thương mại ở mỹ nếu như anh chị nào muốn biết mình cần bao nhiêu in khâm thì đủ hay là tiền lời bao nhiêu để Reese phải nên căn nhà của mình xin đừng ngần ngại hãy gọi cho em chị nhé